Mình sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm nhân vật trong truyện. Nhân vật chính là điều làm nên sự thú vị. Nhân vật ấy sẽ tạo nên những tính cách gì và suốt chuỗi sự việc được hiện lên như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu phần thứ nhất, khái niệm về nhân vật. Nhân vật trong truyện có thể là người, nhưng tất nhiên cũng có thể là con vật, đồ vật, cây cối và chúng đều đã được nhân hóa. Vì vậy, với các con vật hay đồ vật, chúng có thể trò chuyện với nhau qua những lời trò chuyện ấy sẽ tạo nên điều mà chúng ta cần thể hiện trong câu chuyện hay còn gọi là chuỗi sự việc. Cô lấy ví dụ nhé. Ví dụ, ở trong những clip trước, các con đã được học về câu chuyện cuộc chạy đua trong rừng. Và chắc các con còn nhớ trong câu chuyện này có các nhân vật. Nhân vật chính đó chính là ngựa con. Và bên cạnh nhân vật chính bao giờ cũng có nhân vật phụ hoặc các nhân vật phụ. Các nhân vật phụ này sẽ đẩy cao cho nhân vật chính. Và trong chuyện này, nhân vật phụ chính là ngựa cha, thỏ trắng và thỏ xám. Nhân vật trong truyện sẽ thể hiện tính cách của nhân vật đó thông qua hành động, lời nói hoặc suy nghĩ. Hành động, lời nói hay suy nghĩ của nhân vật cũng làm nên điều cốt lõi cho câu chuyện bởi người ta có thể nhận ra được tính cách của nhân vật ấy. Vậy cụ thể, hành động, lời nói và suy nghĩ thế nào mà có thể toát lên tính cách của nhân vật? Chúng mình cùng tìm hiểu qua câu chuyện. Ả công kiêu căng. Nào, các con cùng theo dõi câu chuyện nhé.